Cặp tính cách đầu tiên đó là người hướng ngoại và người hướng nội. Thứ nhất đó là người hướng ngoại, tức là kiểu người extrovert. Chắc các em sẽ rất là dễ nhận biết kiểu người hướng ngoại bởi vì họ là gì ạ? Những người thích đi lại, thích kết bạn và dễ gần. Trong một nhóm mà chúng ta thấy những bạn rất là sôi nổi, dễ gần thì chắc chắn đấy là những người hướng ngoại đúng không ạ? Và thứ hai, họ thích làm việc nhóm để thể hiện mình, để có thể kết nối với mọi người và người hướng ngoại có một đặc điểm nữa đó chính là họ rất là hay bộc lộ suy nghĩ của mình nói trước rồi mới nghĩ sau rất là nhanh chóng bộc lộ những cái điều mình nghĩ và họ làm nhiều việc một lúc người hướng ngoại họ ôm đồm nhiều việc họ không phải là một người làm từ tốn từng việc một mà họ ôm đồm nhiều việc một lúc và Chắc chắn người hướng ngoại đó chính là người không giấu cái suy nghĩ của mình, họ sẵn sàng chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình về nhóm, về những người xung quanh hay về quan điểm của mình, cho nên họ rất là dễ nổi bật trong một nhóm. Đối lập với người hướng ngoại đó, người đó chính là người hướng nội, tức là kiểu người introvert. Người hướng nội là người dè dặt, thích đời sống riêng tư khép kín, họ luôn lặng lẽ luôn từ tốn hơn và họ khép kín mình, không muốn bộc lộ mình trong một nhóm. Họ thích làm việc một mình hoặc ít người hơn là làm việc với một tập thể đông bởi vì họ e ngại giao tiếp và giao lưu với người khác. Và trái với người hướng ngoại thì người hướng nội họ suy nghĩ rất là cẩn thận trước khi nói ra một điều gì đấy. Ở trong một cuộc họp họ để trình bày một vấn đề nào đấy thì họ sẽ phải nghĩ là mình sẽ nói gì và họ sẽ từ từ bộc lộ suy nghĩ của mình chứ họ không sẵn sàng nói ngay cái ý nghĩ của mình trước tập thể. Và người hướng nội còn có một đặc điểm nữa đó là họ chú tâm làm làm từng việc một. Nếu người hướng ngoại làm nhiều việc một lúc thì người hướng nội sẽ làm từng việc một một cách cẩn thận nhất. Và chắc chắn là họ luôn giấu những suy nghĩ của mình, có thể họ biết hoặc họ nghĩ được nhưng họ không thích bộc lộ bởi vì có khi họ ngại họ sợ người khác đánh giá mình vậy thì các em hãy nghĩ xem các em thuộc người hướng ngoại extrovert hay là người hướng nội introvert